Các bạn đang nghe chuyện trên audio Kiếm Hiệp. Mời quý vị và các bạn đến với tập 37 của bộ truyện Hậu Tinh Thần Biến, người đọc Khánh Duy, nguồn Bạch Ngọc Sách Tàng Thư Viện. Mời quý vị cùng lắng nghe. Thần thương tàn tuyết, sau khi vũ trụ đại thành, Tần Vũ sử dụng hồng mông khí rất nhiều, phối hợp với huyền hoàng khí, một lần nữa luyện chế thành. Mặc dù trên bản thể là nhất lưu hồng mông linh bảo, nhưng uy lực của nó cũng không thua kém bao nhiêu so với thiên tôn linh bảo. Hóa liên phân thân cũng giống như vậy, được Tần Vũ truyền vào trong hồng mông khí, tách ra linh hồn ấn ký chính mình. Hai kiện nhất lưu hồng mông linh bảo này có thể xem như là vũ khí tùy thân của Tần Vũ, nhưng đã thành tựu huyền hoàng bất diệt thân thể, không hề cần đến hai kiện vũ khí này nữa. Lần này toàn bộ lấy ra chuyển tặng cho Hồng Quân. Nhìn Tần Tư lộ vẻ khiếp sợ, Tần Vũ cười cười nói: "Tiểu Tư, có cảm thấy cha làm như thế có chút không công bình hay không?" "Không có, cha, chẳng qua là không nghĩ tới ngài đến cả vũ khí tùy thân cũng đem ra. Tiểu Sương nếu mà nhìn thấy chắc chắn là cảm động không chịu nổi." Tần Tư nói. "Tiểu Tư." Tần Vũ thở dài. "Ngươi từ khi ra đời đã có được tư chất vượt trội hơn người. Lam Thúc, Tả Thu Lâm các vị tiền bối tất cả cũng đều rất thích ngươi. Nhưng Tiểu Sương lại không giống như vậy. Từ nhỏ đã bị hào quang của ngươi áp chế. Đoạn thời gian đó vũ trụ của cha còn chưa có đại thành, lại đúng lúc gặp phải thiên tôn thành phủ xuống. Hết thảy những việc này đã làm cho cha cùng mẹ sơ sót, không để ý quan tâm đến Tiểu Sương. Lan Thúc cùng Tả Thu Lâm các vị tiền bối cũng đều ưa thích ngươi, mà với Tiểu Sương thì..." Tần Vũ nói tới đây thở dài. "Những năm gần đây Tiểu Sương một mình xông xáo ở hạ giới cũng chịu không ít khổ ái. Mặc dù ta biết hắn có con đường đi riêng của mình, hơn nữa thành tựu có thể sẽ rất cao, nhưng điều này cũng không thể hoàn toàn triệt tiêu những lo lắng trong lòng ta được. Hắn dù sao cũng là con của ta. Tiểu Tư, thật ra ngươi cùng Tiểu Sương ở trong lòng ta đều giống nhau. Các ngươi đều là hảo hài tử của ta. Còn như thành tựu của các ngươi hơn kém nhau, thật ra ta không thèm để ý tới đâu. Ta và mẹ ngươi đã đi thăm qua Tiểu Sương, nhưng không có cùng hắn nói chuyện. Do tình cờ chính ta hiểu được điều này đối với Tiểu Sương tốt hơn. Chỉ là đứng ở quan điểm của phụ thân nói đến, đã từng theo ta rất nhiều năm, cũng giúp ta giải quyết không ít phiền não. Vì vậy hai kiện nhất lưu hồng bông linh bảo này giao cho hắn, coi như là ta đây đã đem một phần tâm thần của ta lưu lại bên cạnh hắn được rồi." Tàn tiết thần thương, hoa liên phân thân đều được Tần Vũ trước đây chinh chiến sử dụng qua. Hôm nay sau khi trải qua cải tạo, nằm lặng lặng ở trong tay Hồng Quân, Tần Tư vỗ vỗ bả vai Tần Sương nói: "Tiểu Sương, cha lúc đó đưa cho ta hai kiện hồng mông linh bảo này có nói với ta, người vốn cảm thấy có chút thiếu sót với ngươi, nhượng hai kiện hồng mông linh bảo này coi như là một phần tâm tư của người lưu lại ở bên cạnh ngươi. Kỳ thực cha vẫn rất yêu thương ngươi. Hai huynh đệ chúng ta đối với cha mẹ mà nói đều là một ruột giống như nhau." Hồng Quân nước mắt theo khóe mắt rơi xuống thì thào nói: "Đại ca, ta biết, ta biết. Lúc đó cũng là ta không tốt, ta đáng trách, từng là cha mẹ chê tư chất của ta sai lầm nên bỏ nhà ra đi." Nói càng về sau, thanh âm của Hồng Quân đã có chút nghẹn ngào. Được rồi, Tiểu Sương, đừng khóc nữa. Ngươi bây giờ chính là đường đường là một thần vương đấy, khóc nhè giống như cái gì đây?" Tần Tư cười trêu ghẹo nói. Hồng Quân đưa tay gạt nước mắt, vừa cười vừa nói: "Được, đại ca, ta không khóc, chúng ta đi ra ngoài đi." Giải trừ bức tường ngăn cách không gian, hai huynh đệ lại xuất hiện trước mặt mọi người. Hồng Quân đã đem hai kiện hồng mông linh bảo thu vào trong cơ thể, luyện hóa nhất lưu hồng mông linh bảo ít nhất cũng cần thời gian 10 vạn năm. Bây giờ Hồng Quân cũng không có nhiều thời gian như vậy. Ở bên ngoài bức chắn không gian, lúc này có thêm 4 người, đúng là Ngao Phương, Lam Diệp, Băng Phong cùng với Phương Sùng 4 người. Khi Hồng Quân ba người bọn họ đến nơi, Băng Nhi đám người này liền dễ dàng phát hiện được, lập tức chạy đến xem đến tận cùng là cái gì, mới biết được Tần Tư cùng Hồng Quân vốn là hai huynh đệ. Lúc này mở ra không gian ngăn cách, tựa hồ là có chuyện trọng yếu thảo luận với nhau. Tần Tư vừa thấy 4 người đến, lập tức hưng phấn lên, lôi kéo Hồng Quân đi tới trước mặt Phương Sùng, chỉ vào Phương Sùng: "Tiểu Sương, người cũng biết người ấy là ai đấy?" Tần Sương sửng sốt trông thấy Phương Sùng một thân hắc sắc khôi giáp, cả người lộ ra vẻ anh vũ bất phàm, vắt hết đầu óc cũng tìm không được một chút tin tức liên quan đến người này. "Không biết sao, Tiểu Sương, vị này chính là ám điện bàng vương Phương Sùng." Tần Tư đắc ý giới thiệu nói. "Phương Sùng?"
Hồng Quân và Tần Tư lúc đầu giống nhau, đối với cái tên này đều lộ ra vẻ hơi xa lạ. Chẳng qua chỉ trong nháy mắt, Hồng Quân đã nghĩ tới, miệng há hốc kinh ngạc nói: Ngài chính là phụ thân của Tam Thúc Cư, vậy ta nên như thế nào? Hồng Quân đang suy nghĩ chính mình nên xưng hô Phương Sùng như thế nào. Tần Tư ở một bên cười thầm không nói lời nào, cứ chờ Hồng Quân gọi Phương Sùng là Tam Gia Gia đây. Phương Sùng nhìn Tần Tư cười mắng: Tiểu tử ngươi quá hư à, ngay cả thân tệ đệ của mình cũng tính toán. Tiếp đó quay đầu nhìn Hồng Quân nói: Ngươi gọi là Tần Sương sao? Không có việc gì, ngươi theo như đại ca của ngươi, cứ gọi ta là Phương đại ca là được. Chúng ta không cần tính toán theo vai vế chênh lệch như vậy, tính tình hợp nhau, đó là huynh đệ. Phương đại ca. Hồng Quân thủy chung cảm thấy cái cách xưng hô này có chút không được tự nhiên, nhưng đại ca từ trước đã gọi như vậy, chính mình cũng không tiện thay đổi. Tiểu Sương, lại đây, giới thiệu cho ngươi một người nữa. Tần Tư lại kéo Hồng Quân tới trước mặt Băng Nghiên, lôi kéo tay Băng Nghiên, cười ra nói: Tiểu Sương, ngươi có còn nhớ cha đã từng đảm nhiệm Kim Hình Quân thứ 7 vạn hơn chứ? Hồng Quân ngẩn người, không rõ Tần Tư muốn nói cái gì. Ha ha, vị này gọi là Băng Nghiên, đúng là đệ tam đảm nhiệm Kim Hình Quân. Tần Tư đắc ý nói: Đệ tam nhiệm? Hồng Quân kinh ngạc. Tần Tư trên mặt thần sắc đắc ý càng tăng lên: Đúng vậy, Tiểu Sương, ngươi nói xem ngươi nên xưng hô như thế nào đây? Hồng Quân đã hoàn toàn bị đại ca mình đánh bại. Nếu tính toán thật chính xác, Hồng Quân phải gọi Băng Nghiên là tổ tông cũng không quá đáng. Thôi được rồi, nhận thấy về phần ngươi cũng là đệ đệ của ta, thôi thì xóa bỏ vai vế chênh lệch như thế đi, trực tiếp gọi chị dâu là được. Băng Nghiên cấp tốc vùng khỏi tay Tần Tư, mặt đỏ bừng nói: Nói cái gì đấy? Người ta nói muốn gả cho ngươi hồi nào? Tần Tư lúc này không chút khách sáo, ôm choàng ngang eo Băng Nghiên, khí phách mười phần nói: Nói đúng, ngươi cũng phải gả cho ta chứ. Băng Nghiên vùng vẫy vài lần lấy lệ, lại không nhúc nhích nữa, mặc cho Tần Tư ôm vào người. Chị dâu ư? Hồng Quân càng thêm kinh ngạc, bất quá nhìn thấy động tác của hai người cũng không thể không tin chuyện thực tế này. Đại ca, ta thấy huynh tốt nhất chờ khi gặp mặt cha cùng người luận bàn về vai vế đi. Cái này... Tần Tư đỏ mặt lên, đích xác nếu luận bàn rõ ràng thì có chút rắc rối. Băng Nghiên với Tần Vũ trong cơ cấu của Kim Hình Tông nhất mạch thì có chút vai vế trên và dưới. Thế nhưng Tần Tư là con trai của Tần Vũ lại muốn cưới Băng Nghiên làm vợ, đích xác thật sự rất rắc rối. Người tu chân thành công hầu như đều trải qua năm tháng vô cùng, cái vai vế này cũng thật sự là rối loạn lung tung, có lẽ là tính theo mỗi bên mới tốt. Phương Sùng cảm khái thở dài nói: Huynh đệ gặp mặt, mọi người hai bên đều lấy làm cao hứng phi thường. Tuyết Thành cùng Tả Thu Mi dựa vào thực lực cũng rất nhanh gia nhập vào Ám Yêu Cốc này. Dưới sự thỉnh cầu của Tần Tư, Ngao Phương vì Hồng Quân bố trí một cái không gian gia tốc với tỷ lệ thời gian là 1:10,000 để cho Hồng Quân luyện hóa hai kiện nhất lưu Hồng Mông Linh Bảo kia. Dưới yêu cầu của mọi người, Tần Tư cũng tiến vào trong không gian thời gian gia tốc. Lý do cũng rất đơn giản, trong những thần vương hiện ở đây chỉ có Tần Tư chưa có lĩnh ngộ bất cứ thời gian pháp tắc nào. Chờ đến khi hắn lĩnh ngộ được thời gian pháp tắc phối hợp với nhất lưu Hồng Mông Linh Bảo, lúc đó thì mới được coi là một thần vương chân chính lợi hại. Thời gian 10 năm rất nhanh cũng trôi qua, thậm chí nhanh đến nỗi Lưu Quang còn chưa có nghĩ ra phải làm thế nào, biện pháp nào để phá vỡ được phòng ngự Hồng Mông Linh Bảo của Tần Tư, chỉ có thể phái người thỉnh thoảng quấy rối Ám Yêu Cốc một chút mà thôi. Hồng Quân rất thông minh, sử dụng thời gian 8 vạn năm luyện hóa Liên Hoa Phân Thân, đồng thời sử dụng Hoa Liên Phân Thân giống hệt như mình để luyện hóa Tàn Tuyết Thần Thương, còn chính bản thân thì sử dụng 2 vạn năm này để lĩnh ngộ thời gian pháp tắc. Hồng Quân và những người khác không giống nhau, từ sau lần gặp bất ngờ trước đây, bản thân hắn thường xuyên cảm giác được chính mình giống như là một phần tử của cái không gian này. Hơn nữa, nguyên trước đây Hồng Quân có thể sử dụng một phần thời gian gia tốc pháp tắc, vì lẽ đó tại đây chìm đắm trong việc lĩnh ngộ thời gian pháp tắc thì đúng là tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Thời gian 8.000 năm, Hoa Liên Phân Thân dễ dàng hoàn toàn luyện hóa Tàn Tuyết Thần Thương. 2 vạn năm trôi qua, Hồng Quân hầu như đã hoàn toàn lĩnh ngộ được thời gian gia tốc pháp tắc. Vù vù, dựa theo ước định 10 năm đã qua, Ngao Phương thu lại cái không gian thời gian gia tốc đã tận dụng hết tâm lực để duy trì này. Ta quả nhiên đúng là thiên tài mà. Tần Tư vừa ra khỏi trận pháp liền đắc ý cười to nói, còn Hồng Quân lại mỉm cười không nói,
trái ngược với Tần Tư, tính cách của hắn thì có lẽ thiên về nội tâm nhiều hơn. Ngươi tự tin như vậy sao? Lĩnh ngộ được bao nhiêu vậy? Phương Sùng cười ha hả hỏi. Ta bây giờ tuyệt đối có thể duy trì một cái không gian thời gian gia tốc 5.000 lần. Tần Tư đắc ý nói. Còn Hồng Quân lại cười thầm. 5.000 lần ư? Bây giờ chính mình hẳn có thể như Ngao Phương như vậy duy trì 1.000.000 lần rồi. Mới 5.000 lần, ta so với ngươi cũng mạnh hơn. Băng Nghiên tiến tới gần đả kích Tần Tư không lưu tình chút nào. Tần Tư khinh thường nói. Phép tắc thứ này không chỉ phải lĩnh ngộ, còn cần phải có sự thông hiểu và áp dụng. Ta mặc dù thời gian gia tốc chỉ có 5.000 lần, nhưng bắt đầu ra tay, ngươi cảm giác được không phải đối thủ của ta. Tần Tư điểm ấy hoàn toàn là chịu ảnh hưởng của Khương Lan. Cho dù đồng thời là thần vương hoàn toàn lĩnh ngộ thời gian gia tốc, Khương Lan cho dù một người chống lại hai người cũng có nắm chắc tuyệt đối. Đấy chính là ảo diệu của việc áp dụng. Có quỷ mới tin ngươi. Băng Nghiên liếc Tần Tư một cái, trắng dã con mắt. À, Nghiên Nhi, không bằng chúng ta hãy so với nhau thử một chút đi, để cho ngươi nhận thấy cái gì mới gọi là thông hiểu và áp dụng. Tần Tư trêu đùa nói. Đương nhiên, ta tuyệt đối không dùng Hồng Mông Linh Bảo. Tần Tư cũng cam đoan nói. So thì so, sợ ngươi ư? Băng Nghiên vừa dứt lời, thân ảnh đã hoàn toàn biến mất, xuất hiện lại đã tới phía sau Tần Tư. Vù vù, một quyền đầu màu vàng kèm theo tiếng giết mạnh hướng vào sau lưng Tần Tư lện xuống. Thoáng qua trong nháy mắt, quyền đầu kia dường như đã biến mất. Tần Tư cười một tiếng, tâm ý vừa động, nhất thời không gian bên cạnh xảy ra biến hóa. Sau đó nhẹ nhẹ xoay người, bàn tay thong thả vung ra. Băng Nghiên vốn cảm giác được quyền đầu của mình lập tức sẽ đụng tới thân thể Tần Tư thì lại xảy ra biến hóa. Tầng tầng lớp lớp thành lũy không gian ngăn cản tốc độ quyền đầu của chính mình, không thể tiến thêm được. Lúc này mới để cho Tần Tư xoay người dễ dàng tránh thoát, đồng thời đổi công làm thủ. Một chưởng đánh ra, trong bàn tay đó nháy mắt lại gia tốc đến cực hạn. Còn không phải giống nhau sao? Cái gì mà thông hiểu cũng áp dụng đây? Băng Nghiên kinh thường nói. Trong nháy mắt, thân thể gia tốc tránh ra, đồng thời thân thể vừa động, thời gian gia tốc pháp tắc vận dụng đến mức tận cùng, quyền đầu nắm chặt đã chuẩn bị tung lên. Tần Tư cười, nụ cười đắc ý rất giảo hoạt. Quyền đầu của Băng Nghiên còn chưa có tung ra, lại bỗng nhiên phát hiện thân thể chính mình đột ngột lọt vào giữa gia tốc mấy ngàn lần, còn chưa kịp phản ứng, cả người đã bị Tần Tư ôm chặt lấy. Cái này lại có thể khiến đối phương gia tốc sao? Băng Nghiên còn chưa kịp tung quyền đầu ra đã tới ngay bên cạnh mình. Nếu như lúc này trong tay Tần Tư có binh khí thì... Lan Diệp hết sức kinh ngạc nói. Khi Băng Nghiên trong ý muốn tung quyền ra, thân thể liền động với ý định khi quyền đầu tung ra liền gia tốc đến mức tận cùng. Nhưng không nghĩ tới Tần Tư lại có thể trong lúc giao thủ với tốc độ nhanh như thế, còn có khả năng phân tích tỉ mỉ động tác của đối thủ. Trong lúc thân thể Băng Nghiên đang di động, trong nháy mắt làm cho nàng gia tốc, mới dẫn đến quyền đầu chưa kịp tung ra đã tới trong lòng Tần Tư rồi. Cả chàng diện đều nhìn thấy giống như Băng Nghiên thoáng một cái đã lao vào lòng Tần Tư. Hồng Quân cũng hơi khiếp sợ. Đại ca, quả nhiên đúng là thiên tài. Thời gian mới có 10.000 năm lại có thể đem không gian pháp tắc lĩnh ngộ đến mức này. Việc sử dụng thời gian gia tốc pháp tắc e rằng không hẳn là chênh lệch với Khương Lan gia gia. Hồng Quân tự nhủ, phương thức chiến đấu của hắn so với Tần Tư đích thực là kém linh hoạt hơn nhiều. Được rồi, đừng náo loạn, lại có người đến quấy nhiễu rồi. Băng Phong cau mày nói. Liêu Quang kia thực là ức hiếp người quá đáng mà. 10 năm nay 5 lần 7 lượt phái người đến quấy rối chúng ta. Liêu Quang đại đế ư? Hồng Quân nghe xong nhíu mày. Hắn tới đây không lâu, vốn chưa từng nghe qua tên hiệu của Liêu Quang đại đế. Đại ca, chúng ta có phải có chút làm cho cha mất mặt hay không? Tới nơi này luôn để cho người khác ức hiếp. Hồng Quân nói. Ta cũng cảm thấy như vậy đấy, Tiểu Sương, chúng ta đúng là có chút làm cho cha mất mặt rồi. Nếu ức hiếp, cũng phải là Tần gia chúng ta ức hiếp người khác mới được. Tần Tư buông Băng Nghiên ra, tức giận nói. Tại Thiên Tôn Thành, trong một căn phòng, Chu Viêm vung tay lên, trước mắt một mảnh không gian nhất thời vỡ ra. Bên trong lẳng lặng nằm một thanh kiếm, kiếm kia thoạt nhìn rất bình thường, chiều rộng chỉ bằng 3 chỉ của lóng tay, dài 3 thước, quanh thân kiếm bao phủ bởi làn khí màu xám mờ nhạt. Cuối cùng dung hợp thành công rồi. Chu Viêm phất tay một cái, thanh kiếm kia liền nắm trong tay, khe khẽ vuốt ve thân kiếm, cảm nhận được trên thân kiếm này thi thoảng một lực lượng khổng lồ truyền đến. Gật gật đầu thỏa mãn, tiếp tục tự nhủ.
uy lực thanh kiếm này đã không thua kém với nhất lưu hồng mông linh bảo nữa rồi. Cũng trong lúc đó, đây đúng là cái gọi lưu quang điện sao? Tần Tư và Hồng Quân, hai huynh đệ nhìn nhau, thấy trong sân mạch hoang vu trước mắt kia nổi lên một cung điện thật lớn. Đúng rồi, lưu quang không thích thành trì, chính tại trên núi xây dựng cái đại điện như thế. Các ngươi cũng đừng coi thường lưu quang này, người này coi như lòng dạ độc ác, lại lĩnh ngộ được bộ phận thời gian đảo lùi phát tắc, khoảng cách đến thiên tôn cũng chỉ có một bước không xa. Băng Phong ở phía sau nhắc nhở nói. Băng Phong nói không sai đâu, đối mặt với lưu quang nhất định phải ứng phó cẩn thận, ngươi chỉ cần cho hắn cơ hội, hắn giữ sẽ giữ ngươi lại, đúng là sát chiêu. Ngao Phương cũng nghiêm túc nói. Hồng Quân mỉm cười. Hai vị tiền bối yên tâm đi, cho dù hắn hiểu được thời gian đảo lùi pháp tắc, lại có ích lợi gì đây? Hắn không phải thiên tôn, lại không có linh bảo, muốn công phá phòng ngự của chúng ta cũng rất khó khăn. Hồng Quân tự tin nói. Ta hỏi thêm lần nữa, các ngươi thật sự không cần chúng ta hỗ trợ sao? Ngao Phương lên tiếng. Trước đó hai huynh đệ có nói muốn tìm chỗ ở của Lưu Quang để quấy rối, mấy người cũng có phần lo lắng. Băng Phong, Ngao Phương cùng Lam Diệp lại muốn trực tiếp tới hỗ trợ. Ba người bọn họ mặc dù không hiểu biết thời gian đảo lùi pháp tắc, nhưng ba người nhất định có thể kiềm chế Lưu Quang, cùng Lưu Quang đánh nhau ngang tay. Nhưng nào ngờ bọn họ vừa mới đưa ra ý kiến này đã bị hai huynh đệ gạt ngang. Lý do cự tuyệt thi thoảng vẫn còn vang lên trong đầu ba người, đó chính là chúng ta là con của Tần Vũ. Chỉ có một câu nói đơn giản khác thường lại đem đến cho hai người niềm tin thần kỳ. Phương Trùng cho rằng đây là có lẽ đương nhiên, đơn giản rằng hai huynh đệ là con của thiên tôn, tự nhiên sẽ không yếu kém. Trong những người này cũng chỉ có Tả Thu Mi mới biết được thành tựu của Tần Vũ bây giờ, nhưng nàng cũng không có tiết lộ với bất cứ người nào cả. Tiền bối, cảm ơn các người đã dẫn chúng ta tới đây, chúng ta sẽ về Ám Miêu Cốc sau. Tần Tư hở hững vừa cười vừa nói, trong ánh mắt vẫn là vẻ tự tin khôn cùng. Ngao Phương và Băng Phong liếc nhìn nhau đều có chút bất đắc dĩ. Băng Phong nói, được rồi, nếu như đánh không lại thì nhớ dùng thuấn di trở về Ám Miêu Cốc. Dứt lời hơi có thâm ý nhìn thoáng qua Tần Tư nói, tiểu tư, ta không muốn Nghiên Nhi đau lòng thêm nữa. Tần Tư không nói gì, chỉ gật gật đầu. Được rồi đại ca, chúng ta đi thôi, nếu không đi bọn họ cũng sắp phát hiện ra chúng ta rồi. Hồng Quân cười nói, đi. Tần Tư đáp ứng một tiếng, hai huynh đệ bay lên trời, không có thuấn di, không có dùng tốc độ quá nhanh, cứ chậm rãi như vậy, giống như thưởng thức phong cảnh, hướng về đại điện nọ bay tới. Là người nào? Đột nhiên trong lúc đó, trước mặt Hồng Quân và Tần Tư xuất hiện bốn người, đều là một bộ dáng hung thần ác sát. Hồng Quân và Tần Tư nhìn nhau cười một tiếng. Tần Tư trả lời một câu nói giả quạng qua loa, chúng ta đến tìm thời cơ. Các ngươi thật to gan, có biết nơi này là Lưu Quang Điện hay không? Là chỗ ở của Lưu Quang Đại Đế đấy. Bốn người này không có hoảng hốt chút nào, ngược lại là phẫn nộ quát mắng hai người. Tại vô danh không gian này lâu như vậy, còn chưa có thần vương nào dám đến Lưu Quang Điện làm loạn. Biết, chính vì nơi này là địa bàn của hắn, chúng ta mới đến tìm cơ hội. Hồng Quân lạnh lùng nói, tránh ra hay là chết đây. Bốn người đều là sửng sốt, không nghĩ hai người có dũng khí như vậy. Lẻ loi chỉ có hai người mà dám đến Lưu Quang Điện quấy rối. Một tên đại hán trong đám phẫn nộ quát, chết đúng là các ngươi. Tiếng nói vừa dứt, tay nắm chặt một cây cự phổ thật lớn, nhắm hướng Tần Tư bổ ào tới. Tần Tư cười khinh miệt một tiếng, tâm niệm vừa động, không gian xung quanh trong nháy mắt cơ hồ ngưng động lại. Tiếp đó cứ như vậy đứng chờ cự phổ đi đến. Đến lúc khoảng cách giữa hai người còn chừng hai trượng, thì trên tay Tần Tư đột nhiên xuất hiện rõ ràng một thanh trường thương kim sắc. Mũi thương nhọn hoắt chỉ thẳng vào đại hán nọ. Cùng một lúc, đại hán ấy kinh hoàng phát hiện tốc độ chính mình thoáng cái đã đạt tới cực hạn. Mắt vừa thoáng nhìn thấy mũi thương sắc nhọn ấy, tiếp liền đã chấm dứt luồng suy nghĩ. Phốc một tiếng, mũi thương kim sắc trực tiếp đâm xuyên thủng đầu của đại hán, linh hồn bị kình khí mãnh liệt xoắn vỡ tan tành. Hồng Quân chưa có động thủ, chỉ lạnh lùng nhìn ba người còn lại, tránh ra hay là chết đây. Câu hỏi như nhau nhưng lại khiến cho ba người sinh ra cảm giác sợ hãi thật lớn. Cái loại sợ hãi này cũng không kém so với cảm giác Lưu Quang Đại Đế mang đến cho bọn chúng. Trong nháy mắt đã giết một thần vương, đó là loại thực lực gì đây, hoàn toàn không phải bọn hắn có thể có khả năng chống cự được. Hai huynh đệ không để ý tới vẻ kinh ngạc đến ngây người của ba người, trực tiếp sải bước vượt qua, tiếp tục hướng về phía trước bay đi.
Lão đại, chúng ta bỏ mặc kệ, Lưu Quang đại đế cũng sẽ giết chúng ta thôi. Một thần vương trong ba người kia run lập cập nói, mẹ nó, liều mạng, dù sao cũng phải chết mà, theo ta lên. Cái tên có vẻ như là thủ lĩnh nói, sau đó trong nháy mắt liền biến mất, trong khoảnh khắc đã xuất hiện ở phía sau Hồng Quân cùng Tần Tư, hai tên thần vương kia cũng theo sát sau lưng. Muốn chết ư? Hồng Quân cả giận nói, vốn đã để cho bọn họ một con đường sống, thế nhưng cứ nhất định tự tìm cái chết. Vù vù, trên mình Hồng Quân hiện lộ ra một luồng khí thanh sắc, trong khoảnh khắc luồng khí thanh sắc biến mất, một người thân mặc thanh bào cùng Hồng Quân giống nhau y hệt, trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt một tên thần vương. Tên thần vương nọ kinh hoàng phát hiện ra thân thể mình đừng nói là thuấn di mà ngay cả phi hành cũng làm không được. Hồng Quân, người mặc thanh bào, đưa tay nhẹ nhàng bóp vỡ nát đầu của tên thần vương ấy, linh hồn cũng theo đó mà tiêu tan. Nếu là tới tìm cơ hội, Hồng Quân cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới ẩn giấu thực lực, nhân tiện đúng lúc để cho các thế lực lớn này biết đến, chính mình cũng không cần phải mềm mỏng yếu lòng mặc cho bất cứ ai vẽ rắn thêm chân. Trong nháy mắt lại thêm một người quỷ dị mà ngay cả Tần Tư cũng cảm thấy quỷ dị. Hoa Liên phân thân không thể có công năng cố định không gian, chính là cái cố định không gian kia đã dễ dàng giết chết hai tên thần vương còn lại. Tần Tư thần thức truyền âm hỏi, Tiểu Sương, ngươi làm sao làm được như vậy? Hồng Quân cười một tiếng nói, bí mật huynh trước cứ để cho ta tạm thời giữ kín thêm vài ngày. Hồng Quân bây giờ còn chưa thể nói cho đại ca biết chính mình đã thực sự trở thành một phần tử của cái thế giới người chết này, ngay lập tức che giấu đi. Còn muốn bí mật ư? Tần Tư lẩm bẩm một câu đầy bất mãn. Được rồi đại ca, đi nhanh đi, bằng không Lưu Quang kia chạy trốn thì không hay rồi. Hồng Quân cười nói, hai tên tiểu tử này quả là có chút bản lĩnh. Thần thức Lưu Quang đã sớm chú ý tới hai người. Bốn tên thần vương kia vốn đã dự tính xem như vật hy sinh, chẳng qua là muốn quan sát xem thực lực của hai người. Thực lực đúng là mạnh, bất quá chỉ thế này đã muốn xông vào Lưu Quang điện của ta, không khỏi cứ chút xem thường Lưu Quang ta rồi. Lưu Quang sầm mặt lại tự nhủ, Hoắc Đông, Châu Mạc, đến chỗ ta. Hoắc Đông, Châu Mạc là hai tên thần vương được Lưu Quang coi trọng. Hoắc Đông là dựa vào việc áp dụng đối với không gian pháp tắc, còn coi trọng Châu Mạc chính là hoàn toàn bởi vì sự dũng mãnh của người này. Cùng với người của ám tinh giới giống nhau, đây cũng là một loại người cho đến lúc đạt đến cảnh giới thần vương vẫn cứ tu luyện thân thể một cách điên cuồng. Bất quá cũng chính vì thế, thân thể của hắn cường độ đủ để theo kịp với thượng phẩm thiên thần khí. Cùng là thần vương như nhau, ngay cả muốn phá vỡ phòng ngự thân thể của hắn đều là một việc rất khó khăn. Hoắc Đông, Châu Mạc, bái kiến chủ nhân. Hai người nghe được truyền âm của Lưu Quang đại đế lập tức xuất hiện trên Lưu Quang đại điện. Trong ánh mắt của Lưu Quang lộ ra vẻ âm trầm độc ác, lạnh nhạt nói, có người đến Lưu Quang điện quấy rối đấy, chúng ta đi gặp mặt một chút đi. Hoắc Đông cúi đầu nói, đúng vậy chủ nhân, hình như còn có tên tiểu tử kia nữa. Lưu Quang lướt mắt nhìn Hoắc Đông, như thế nào, một thương trước kia vẫn không quên được sao? Từ trên nét mặt Hoắc Đông, Lưu Quang nhìn thấy được vẻ lo lắng của Hoắc Đông cùng một chút hoảng hốt. Hoắc Đông trên đầu toát ra từng giọt mồ hôi nói, thuộc hạ không dám. Không dám là tốt nhất, theo ta đi xem một chút. Dứt lời, Lưu Quang đứng lên, trong nháy mắt liền biến mất. Hoắc Đông cùng Châu Mạc cũng theo sát Thuấn Di đi ra ngoài. Trên bầu trời Lưu Quang điện, Hồng Quân cùng Tần Tư song song mà đứng. Lưu Quang dẫn theo Hoắc Đông và Châu Mạc đứng ở đối diện. Người chính là Lưu Quang? Tần Tư chỉ đúng vào Lưu Quang ở chính giữa hỏi. Không sai, chính là ta. Lưu Quang lên tiếng hồi đáp. Tốt, không nói lời thừa. Hồng Mông Linh Bảo đang ở trong tay ta, có bản lĩnh, ngươi tới đây mà lấy. Tần Tư vừa nói, kim thương trong tay còn quơ qua quơ lại. Cái này cũng nên đi lấy ư? Lưu Quang lớn tiếng quát, đồng thời thần thức truyền âm cho Hoắc Đông và Châu Mạc. Hai người các ngươi đối phó tên tiểu tử kia cho ta. Hoắc Đông cùng Châu Mạc nghe được mệnh lệnh, trong nháy mắt đã vây chặt Hồng Quân. Châu Mạc nhìn từ trên xuống dưới cái tên thần vương trước mặt bình thường không có gì đặc sắc này. Tiểu tử thối, khuyên ngươi bỏ đi ý định chống cự, đừng để cho huynh đệ chúng ta quá phí sức. Hồng Quân chỉ hừ lạnh một tiếng, thân thương chuyển hướng về phía trước, có chút giống như chiêu thức kinh thiên nhất côn. Chỉ thấy trên tàn tuyết thần thương ấy đột nhiên nổ lên từng điểm huyền hoàng chi khí, rồi chỉ trong thoáng chốc
Châu Mạc lại kinh hãi phát hiện không gian chung quanh thân mình đều giống như bị cố định lại, không thể thuấn di, thậm chí không thể phi hành được. Huyền hoàng khí sinh ra cùng với vũ trụ sơ khai, dũng mãnh ổn định ngũ hành âm dương, cố định một phần nhỏ không gian, quả thực là dễ như trở bàn tay. Tàn tuyết thần thương sau khi hấp thu được một lượng lớn huyền hoàng khí liền xuất hiện một cái đặc tính như vậy, đặc tính cố định không gian. À! Châu Mạc chỉ kịp kêu to một tiếng, liền bị tàn tuyết thần thương dẫn khởi một mảng khe hở không gian, xoắn vỡ nát tan tành. Lưu Quang đang cùng Tần Tư đánh nhau nhưng lại chau mày. Người bên cạnh này trong tay lại cũng là một kiện nhất lưu hồng mông linh bảo, còn có huyền hoàng khí nhàn nhạt kia, nhìn qua mặc dù không ra gì nhưng hình như chứa trong nó là một lực lượng to lớn hơn nữa. Định! Trong lúc Khổng Quân đang muốn chuyển hướng hoạt động, Lưu Quang cuối cùng nhịn không được, dùng thời gian tinh chỉ pháp tắc, đưa tay muốn đoạt lấy kim sắc trường thương trên tay của Tần Tư, đồng thời một khối không gian vù lấp ngăn cản Hồng Quân, hình thành một cái khe hở. Tiếp đó cả người Hồng Quân đều bị cái khe hở không gian kia xé nát. Không chịu nổi một kích nữa. Thần thức cảm nhận được Hồng Quân đã bị xé nát, tay của mình cũng sắp chặn tới kiện nhất lưu hồng mông linh bảo kia. Xoẹt xoẹt. Chính lúc này trên bầu trời năng lượng màu xám một trận quay cuồng, một đạo lôi điện trong nháy mắt đánh xuống, đánh vào trên tay của Lưu Quang. Chỉ trong chớp mắt, thời gian tinh chỉ Lưu Quang đang duy trì cũng bị phá tan đi. Lôi điện ư? Lưu Quang chau mày, thần thức trong nháy mắt điều tra ra, thế nhưng không có phát hiện bất cứ gì giống như vậy. Phương Sùng, nếu tới rồi thì lộ mặt đi, trốn trốn núp núp cũng không phải là tác phong của Ám Yêu Cốc các ngươi. Lôi điện lực hiện tại trong vô danh không gian này, thần vương của đệ nhị thần giới cũng chỉ có Phương Sùng có thể sử dụng đến mức độ này. Còn như Lôi Phạt Thiên Tôn nhất hệ ở vô danh không gian này, thời gian ngắn ngủi vẫn hoàn toàn chưa lĩnh ngộ bao nhiêu cái loại lực lượng thuộc về thiên phạt này. Lưu Quang, người quá xem thường huynh đệ chúng ta rồi thì phải. Thanh âm của Hồng Quân vang lên, đồng thời một đoàn vật chất màu xám tốc độ rất nhanh bay đến trước mặt Lưu Quang, trong chốc lát đã biến thành hình dạng của Hồng Quân. Ngươi chưa chết sao? Lưu Quang kinh hoàng nói. Mới vừa rồi hắn rõ ràng trông thấy Hồng Quân bị cuốn vào cái khe hở không gian, bây giờ lại có thể yên lành đứng trước mặt hắn. Thân thể của Hồng Quân là chuyện gì xảy ra đây? Hình như là vật chất màu xám kia biến thành như vậy. Mọi việc mới vừa xảy ra trước mắt đều khiến cho Lưu Quang có chút không thể tiếp nhận được. Đừng nói Lưu Quang, mà ngay cả Tần Tư ở một bên cũng trợn tròn mắt nhìn. Công hiệu của Hoa Liên Phân Thân thì hắn biết được, thế nhưng Hoa Liên Phân Thân biến thành màu xám từ khi nào đây? Không gian thấp hãm tầm thường đã nghĩ muốn giết được ta ư? Có phải có chút xem thường ta hay không? Hồng Quân nói, thần thức đột nhiên phát hiện Hoắc Đông ở bên cạnh cũng đang sửng sốt chân mình. Mỉm cười, tâm niệm vừa động, một bóng Hoa Liên Phân Thân thanh bảo trong nháy mắt xuất hiện phía sau Hoắc Đông. Tàn tuyết thần thương thuận thế đâm ra. Hoắc Đông, coi chừng! Lưu Quang lập tức thần thức truyền âm cho Hoắc Đông. Nếu như Hoắc Đông lại chết đi lần nữa, dưới tay mình có thể sẽ không còn tên thủ hạ nào có năng lực rồi. Hoắc Đông nhận được thần thức truyền âm của Lưu Quang, tức thì chợt tỉnh, tưởng muốn thuấn di lẩn tránh nhưng lại kinh hoàng phát hiện ra không gian chung quanh thân mình tựa hồ như đều bị cố định lại, đừng nói thuấn di, muốn nhúc nhích một chút cũng rất khó khăn. Oanh! Lấy côn thế kinh thiên nhất côn một thương đâm ra, không gian bị huyền hoàng chi khí cố định lại đều là từng chút một vỡ vụn. Cách cách, thân thể cứng nhắc của Hắc Đông nổ bùng, ngay cả mảnh vụn cũng không còn lại. Phân thân nữ. Lưu Quang mới vừa rồi dễ dàng dùng thần thức quan sát qua Hồng Quân, biết Hồng Quân có phân thân, nguyên vốn tưởng rằng chính mình dùng không gian thấp hãm xoắn vỡ tan, cho dù không phải bản thể cũng là phân thân, không có nghĩ đến bất luận là bản thể hay là phân thân cũng đều không có bị tổn hại chút nào. Lưu Quang, Ám Yêu Cốc ta từ trước đến nay chưa từng trêu chọc ngươi, ngươi lại 5 lần 7 lượt phái người đến quấy rối, chúng ta đệ nhị thần giới cũng không phải tùy ý cho các ngươi khi dễ được. Hai người chiếm được thượng phong, Tần Tư cầm thương mà đứng oai phong lẫm liệt nói. Hai tên tiểu tử còn gắng gượng càn rỡ ngang ngược, chẳng lẽ ngươi cho rằng chỉ dựa vào hai người các ngươi có thể tại Lưu Quang Điện của ta tùy ý làm sằng làm bậy sao? Hoắc Đông và Châu Mạc chết đi, tự hồ đối với Lưu Quang mà nói căn bản không tính là cái gì. Sao? Hồng Quân không coi là cái gì. Lưu Quang,
có chiêu thức gì bí truyền cứ việc đánh ra, huynh đệ chúng ta sẽ bồi tiếp ngươi. Tiểu bối không biết sống chết. Lư Quang căm hận nói, bất kể các ngươi có mạnh như thế nào, hai người xông vào Lư Quang điện của ta chính là tự tìm lấy cái chết. Thanh âm của Lư Quang vừa dứt, phía sau đã đứng đầy thần vương, đếm lướt qua cũng khoảng 80-90 vị. Đại ca, đến hôm nay chúng ta lãnh ngộ được giết chóc rồi. Hồng Quân mỉm cười nói, đối mặt với 80-90 vị thần vương do Lư Quang thần thức truyền âm gọi tới, chẳng có ý sợ hãi chút nào. Tần Tư cũng là không thèm để ý mảy may, châm chọc cười nhạo Lưu Quang nói, Lưu Quang, ta còn tưởng rằng ngươi có cách sát chiêu gì, cái chỗ dựa cuối cùng của ngươi sẽ không phải là những chủng loại vương này đấy chứ. Đích xác, không có vũ khí lợi hại hơn, ngay cả phòng ngự đều không thể phá vỡ, cho dù thần vương đến nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Lưu Quang cười nhạt nói, có ích hay không cũng không phải là dùng miệng lưỡi là có thể định đoạt được, đợi một chút nữa sẽ cho ngươi biết lợi hại, lên cho ta. Lưu Quang hạ lệnh một tiếng, phía sau 80-90 vị thần vương hoàn toàn vây quanh họ vào bên trong. Sát! Lưu Quang hét lớn một tiếng, nhìn lại những thần vương đó, một đám người đều vung lên vũ khí, cũng bất kể là thần khí hay là thiên thần khí, đồng loạt cho rằng nhiều người như vậy sẽ có thể giết chết được hai huynh đệ. Bang! Ầm! Tiếng vũ khí va chạm với nắm đấm đao sắc bén đâm vào thân thể, tất cả đều nhắm vào thân thể của hai huynh đệ. Hai huynh đệ từ đầu đến cuối cũng không cần ngăn cản, hoàn toàn dựa vào thân thể, đã coi như tất cả mọi công kích đều như thứ vứt đi, chỉ coi trọng quan tâm đến việc giết địch, giết càng nhiều càng tốt. Lưu Quang nhếch mép lộ ra vẻ tươi cười, sẽ cho các ngươi được chết. Định! Lưu Quang một tiếng định phát ra khỏi miệng, cả không gian trên bầu trời Lưu Quang điện, thời gian tất cả đều ngưng lại bất động. Những thần vương đang liều chết đấy cùng với Hồng Quân, Tần Tư hai huynh đệ, tất cả cũng ngưng lại không nhúc nhích. Như thế này ngươi còn không chết được sao? Lưu Quang lần này biết bao uất hận trong lòng, tâm niệm vừa động, không gian chung quanh thân thể Tần Tư liền bắt đầu sụt lún xuống. Không gian tháp tùy thần thông của thần vương, ngay dưới tình huống không có Hồng Mông Linh Bảo, lực công kích cũng cực mạnh. Vù vù, Lưu Quang lần nữa trợn trừng mắt, dưới tình huống ảnh hưởng của thời gian tĩnh chỉ, thân ảnh Tần Tư lại có thể tung bay lên một chút, kiên cường rời khỏi vùng không gian. Ngược lại thủ hạ của hắn, hai tên thần vương đang trong lúc bao vây Tần Tư, hoàn toàn bị không gian thấp hãm của hắn xoắn cho nát bấy. Nguy hiểm thật. Hồng Quân vào lúc Lưu Quang sử dụng thời gian tĩnh chỉ, trong nháy mắt linh hồn chìm vào không gian vật chất màu xám, né tránh thời gian tĩnh chỉ của Lưu Quang. Vốn nguyên tưởng rằng Lưu Quang sẽ tiếp tục dùng không gian thấp hãm đối phó với mình, như vậy cũng không đáng sợ, cho dù trên Hoa Liên phân thân cũng có một phần linh hồn của mình, cho dù bản thể thật sự bị cái khe hở không gian xé nát, chính mình cũng có thể phục hồi, không hề lo lắng chút nào. Chẳng qua không nghĩ đến mục tiêu của Lưu Quang lần này lại là đại ca Tần Tư. Hồng Quân đột nhiên phát động một cỗ năng lượng màu xám tinh thuần đến cực hạn, cơ bản năng lượng kia không đếm xỉa tới không gian cùng thời gian pháp tắc, giúp Tần Tư khai mở vài thước không gian, lúc này mới tránh thoát không gian thấp hãm của Lưu Quang. Thời gian tĩnh chỉ đích thực là đáng sợ, thảo nào hồi đó thần vương La Phàm có thể bằng vào thời gian tĩnh chỉ cư ngụ ổn định tại đệ nhất thần giới. Hồng Quân thầm nghĩ lại mà sợ, nếu không phải vật chất màu xám này có khả năng bất chấp giới hạn của pháp tắc, đại ca chỉ sợ rằng cũng sẽ giống như chính mình chết đi một lần rồi. Vù, Lưu Quang cũng không thể mạnh mẽ duy trì thời gian tĩnh chỉ quá lâu, chỉ sau một lúc thời gian tĩnh chỉ bị giải trừ, ngoại trừ hai tên thần vương thủ hạ của chính hắn, Tần Tư ngay cả một cộng lông cũng không hề tổn hại gì. Tần Tư xoay qua xoay lại ở vị trí của mình, lại nhìn thấy trên chiến trường đã mất đi hai tên thần vương, mặc dù không biết chuyện gì xảy ra nhưng khẳng định Lưu Quang bị thiệt thòi lớn, tức thì ha hả cười ầm ầm chế nhạo nói, Lưu Quang, không nghĩ tới ngươi có tài như vậy, sử dụng ra thời gian tĩnh chỉ chính là để thay ta giải quyết các thủ hạ của ngươi, cảm ơn nha. Lời này của Tần Tư vừa nói ra, những thần vương đang vây công bọn họ đầy một đám trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ mới vừa rồi cũng đích xác nhận thấy tại chỗ của Tần Tư trước sau xảy ra biến hóa trong thời gian tĩnh chỉ, và mới đây hai thần vương đang vây công kia phải gánh chịu toàn bộ trực tiếp biến mất. Bọn họ cũng không cho rằng huynh đệ này có năng lực phá trừ thời gian tĩnh chỉ pháp tắc. Như vậy nguyên nhân chỉ có một người, chủ thượng của bọn họ Lưu Quang đã giết chết hai thần vương kia.
Nghĩ tới đây, bọn thần phương này đều là một đám mắt trợn trừng trừng, trong khoảnh khắc đã chạy trốn không còn một mống. Một lần không gian tháp hãm xoắn vỡ nát lại có thể không chết, cái này cũng đủ để cho Lưu Quang kinh ngạc. Không nghĩ tới lần thứ hai sử dụng không gian tháp hãm, đối phương vậy mà ở dưới tình huống ảnh hưởng của thời gian tĩnh chỉ vẫn cứ tránh thoát được. Ước ngàn năm tới nay cũng chưa từng gặp qua cái chuyện kỳ quái như thế này. Một ngày lại thoáng cái gặp tới hai lần. Còn mất danh dự hơn nữa, Tần Tư đúng là hoa ngôn xảo ngữ, lại đã đem bọn thủ hạ của chính mình uy hiếp dụ dỗ tới đây đuổi chạy không còn một mống. Hết thảy mọi chuyện đã khiến cho lửa giận của Lưu Quang lên tới đỉnh điểm, nhưng đối mặt với hai huynh đệ này lại thật đúng là không có chút biện pháp nào. Cần sử dụng thời gian thối lùi sao? Lưu Quang trong lòng thầm hỏi mình. Thời gian đảo lùi pháp tắc mặc dù có thể sử dụng, thế nhưng nó hầu như làm tổn hao hết toàn bộ thần nguyên lực của ta. Nếu như một kích không thành công, ta đúng chỉ là có chờ chết. Cái thời gian thối lùi chất tiệt này, Lưu Quang trong lòng nghĩ tới, đột nhiên bắt đầu có chút căm hận, tung ra bộ phận thời gian đảo lùi pháp tắc xưa nay chưa từng sử dụng chút nào. Lưu Quang, linh hồn Hồng Quân trở về lại thân thể mình, căm tức Lưu Quang nói, cái này nhất định là toàn bộ con át chủ bài của ngươi phải không? Nếu như vậy, huynh đệ chúng ta đây cũng sẽ không khách khí nữa. Hồng Quân nói xong, một thân hoa liên phân thân thanh bảo thẳng tới bên kia Lưu Quang, còn Tần Tư cũng tới một bên, ba người trở thành một tư thế đặc biệt vây chặt lấy Lưu Quang. Lưu Quang bị vây ở chính giữa, ngoại trừ phẫn nộ ra không có khiếp đảm chút nào, cuối cùng lại cười vang ầm lên. Lợi hại, lợi hại, hai tên tiểu bối lại có thể có thực lực như vậy, đích thực là Lưu Quang ta trước đây phỏng đoán chưa tới rồi. Bất quá cho dù như vậy, Lưu Quang ta không thể cho phép các ngươi tùy ý sâu xé được. Tiểu bối các ngươi lén thử lợi hại của thời gian đảo lùi pháp tắc của ta đây. Lưu Quang dứt lời, thần nguyên lực toàn thân phát động, nhìn lại trong không gian kia rõ ràng bùng lên một tia ba động. Tần Tư kinh hãi phát hiện thân thể mình lại từ từ hướng về phía sau thối lùi trở lại, mà phía sau hoa liên phân thân thanh bảo cũng bắt đầu thối lùi về phía sau. Hai tên tiểu bối, ta thừa nhận các ngươi liên thủ ta đã không thể ứng phó được, cho nên Lưu Quang ta cũng không cần bồi tiếp nữa. Thời gian đảo lùi pháp tắc về cuối, đúng là Lưu Quang bị dồn ép không còn cách nào. Tần Tư sớm ở ngoài chạy tới cũng đã đem không gian kế cận toàn bộ ép chế. Ngẫm lại hai người với Hồng Mông Linh Bảo đúng là kinh khủng, Lưu Quang cũng không cho là chính mình có thể đánh bại được, vì thế mới vứt bỏ thần nguyên lực toàn thân để đổi lấy cơ hội chạy trốn lần đầu tiên trong đời. Thời gian đảo lùi pháp tắc vừa đi qua, hết thảy đã khôi phục lại bình thường, Lưu Quang đã biến mất không thấy tăm hơi. Tần Tư căm hận mắng, hắn ư, lại để cho hắn trốn thoát rồi, còn mẹ nó, thời gian thối lùi thật đúng là có tác dụng. Được rồi, phá hủy nó. Hồng Quân cũng nóng lòng muốn làm gì đó, thảm thương cho Lưu Quang đại đế là một thế lực lớn cổ đệ nhất thần giới. Đại bản doanh đã bị hai huynh đệ thoáng cái hoàn toàn phá tan tành. Lưu Quang đại đế vừa lén lén lút lút ẩn trốn, vừa nghĩ đến cách đối phó với Hồng Quân và Tần Tư. Mối căm hận đúng là dồn ép càng lúc càng đầy, nhưng lại không có biện pháp nào cả. Lưu Quang, đã lâu không gặp, sao có chuyện gì giàu dĩ vậy? Trong lúc Lưu Quang đang buồn bực, một giọng nói đột nhiên lọt vào tai hắn. Lưu Quang nhất thời cho mày, chỗ ở này chính là hắn nhiều năm trước giữ lại được, trận pháp cấm chế chung quanh đây lại có thể ngăn chặn thần thức của thần vương. Chu Viêm Thiên Tôn, Lưu Quang cung kính kêu lên, có năng lực ở loại tình hình này dễ dàng phát hiện ra hắn, đúng chỉ có Thiên Tôn Chu Viêm kia. Ha 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 ha, Lưu Quang, thế nào, hai tên tiểu tử Tần gia đó xem ra quả là lợi hại. Quả nhiên, thân ảnh Chu Viêm trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Lưu Quang. Tần gia hai tên tiểu tử đó sao? Lưu Quang vừa chúc lấy buồn bực, lập tức hiểu rõ thân phận Tần Tư và Hồng Quân. Đúng là quá lợi hại, không biết Chu Viêm Thiên Tôn tìm ta có chuyện gì, không phải chỉ gặp ta để chơi cười đấy chứ? À, đâu có, Lưu Quang, ngươi là một người ta rất coi trọng. Ở trong cái vô danh không gian này, ta cũng cần một người bằng hữu, một người ngang tài, ngang sức. Mà ngươi, Lưu Quang, chính là thần vương có khả năng nhất, xứng đáng với cương vị này. Thành tựu Thiên Tôn ư? Lưu Quang trong lòng run lên, ức vạn năm tới nay, đối với thời gian đảo lùi pháp tắc, hắn vẫn như trước, không có tiến bộ chút nào. Mặc dù chỉ có một cái hố trước mặt, nhưng cái hố này cản trở không đi qua được, hắn vẫn mãi mãi cũng chưa trở thành Thiên Tôn. Chẳng lẽ ngươi có biện pháp để ta trở thành Thiên Tôn sao?
Lưu Quang vui mừng gạn hỏi. Lời nói này của Chu Viêm hoàn toàn là câu nói có hàm ý khác. Chu Viêm thản nhiên cười nói, ta không thể làm cho ngươi trở thành thiên tôn, ta không có cái năng lực này, nhưng ngươi là bằng hữu ngang tài ngang sức ta hằng mong đợi, cho nên ta sẽ không đứng nhìn ngươi bị giết chết đâu. Lưu Quang trao mày, càng ngày càng không rõ ý tứ trong lời nói của Chu Viêm. Chu Viêm nhìn ra mối nghi hoặc trong lòng Lưu Quang, điềm nhiên cười, phất tay một cái, một thanh trường kiếm ba thước trông rất bình thường xuất hiện tại chân tay Chu Viêm. Lưu Quang, nơi đó hai tên tiểu tử đều có hồng mông linh bảo hộ thân, ta biết ngươi không có vũ khí tốt, ta vừa mới luyện chế được một thanh kiếm, nếu như ngươi cảm thấy nó lợi hại, cứ việc cầm lấy sử dụng đi. Vừa nói, Chu Viêm vung tay lên, thanh kiếm kia lập tức bay tới trước mặt Lưu Quang. Lưu Quang nhìn vào thanh kiếm ấy, nhìn không ra uy lực chút nào, lại ngẩng đầu nhìn Chu Viêm. Chu Viêm thiên tôn, ta không thông minh lắm, có phải có chuyện gì muốn Lưu Quang cống hiến sức lực hay không? Lưu Quang, ngươi suy nghĩ nhiều rồi, dùng một kiện vũ khí nhỏ nhặt không đáng kể như thế này để trợ giúp bằng hữu về sau này có gì không thể đây. Chu Viêm thấy Lưu Quang có chút hiểu lầm, vội vàng lên tiếng giải thích. Là thật sự? Lưu Quang vẫn còn nghi ngờ hỏi. Đương nhiên, ngươi cho rằng Đường Đường là thân phận thiên tôn lại đến cố ý cùng ngươi nói giỡn chơi sao? Chu Viêm làm ra vẻ nghiêm túc nói ra. Lưu Quang không dám, chẳng qua Lưu Quang nêu ra việc này hoàn toàn vì hồng mông linh bảo trong tay tiểu tử đó, nếu như thu nhận vũ khí này thiên tôn... Lưu Quang không có tiếp tục nói tiếp, nhưng ý tứ đã nói lên thật rất rõ ràng. À, Chu Viêm cười nói, người trước có thể quan sát xem thanh kiếm ta đưa cho ngươi, rồi lại tiếp tục thảo luận cái vấn đề này. Lưu Quang sửng sốt cầm lấy thanh kiếm kia, trên ngón tay nhỏ ra một chút máu để nhận chủ. Đây cực phẩm thiên thần khí ư? Không đúng, không đúng. Lưu Quang kinh hãi, đẳng cấp này thoạt nhìn là cực phẩm thiên thần khí, thế nhưng uy lực lại không phải. Lưu Quang đa tạ thiên tôn, không nghĩ tới thiên tôn bây giờ có thể luyện chế được vũ khí có thể sánh bằng nhất lưu hồng mông linh bảo. Lưu Quang lại quá đa nghi rồi. Thanh kiếm này không phải hồng mông linh bảo, bởi vì không có hồng mông linh khí, thế nhưng uy lực của nó Lưu Quang có thể cảm giác được rõ ràng, tuyệt đối có thể so lợi hại với một kiện nhất lưu hồng mông linh bảo. Ha 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 ha, cái này thì đúng rồi, nhất lưu hồng mông linh bảo, Chu Viêm ta vẫn nhìn không thấy hơn được nó. Chu Viêm cười nói, vậy Lưu Quang rất cảm ơn thiên tôn, bây giờ cho dù không vì hồng mông linh bảo, chỉ vì thể diện cũng phải tìm hai tên tiểu tử nọ hả hảo mà tính sổ. Lưu Quang căm hận nói, trong tay có vũ khí có thể tốt sánh ngang nhất lưu hồng mông linh bảo, trong lòng cũng có chỗ dựa căn bản rồi. Lưu Quang, vũ khí này chính là có hiệu quả đặc thù, sau khi ngươi luyện hóa tự nhiên sẽ biết thôi. Chu Viêm nói xong trực tiếp thuấn di rời khỏi chỗ ở của Lưu Quang. Hiệu quả đặc thù ư? Lưu Quang mỉm cười bắt đầu luyện hóa kiện vũ khí. Tại Thiên Tôn Thành, trong phòng Chu Viêm. Ra ra, con có việc chưa rõ. Thiên Tôn Thành thành chủ thần vương Chu Bình tại trước mặt Chu Viêm lên tiếng. À, Bình Nhi, có phải không rõ ra ra vì sao đem kiện vũ khí kia thật vất vả luyện chế thành giao cho Lưu Quang hay không? Chu Viêm vừa cười vừa nói. Dạ, đúng vậy. Chu Bình là người thẳng thắn, cho dù đối mặt với Chu Viêm cũng không thay đổi được cái tính khí này. Bất quá, Chu Viêm lại rất thích Chu Bình ở điểm ấy, cũng vì thế để cho hắn đảm nhiệm vị trí thành chủ của Thiên Tôn Thành. Bình Nhi, do ngươi nhìn ra kiện vũ khí kia có thể so với nhất lưu hồng mông linh bảo, thậm chí là có thể so với nhất lưu hồng mông linh bảo dường như còn lợi hại hơn. Ngươi cho rằng cái này hoàn toàn tốt đẹp sao? Chu Viêm hỏi. Ra ra, Bình Nhi vẫn không hiểu. Chu Bình lời ngay nói thật nói. Được rồi, Bình Nhi, Ra Ra đã từng tại đệ nhất thần giới, đảm nhiệm qua thiên tôn, ngoại trừ sư tôn của ta ra, chưa có người nào so với ta hiểu rõ hơn về mọi sự tại đệ nhất thần giới. Không gian pháp tắc, thời gian pháp tắc, nguồn gốc của vũ trụ ư, thậm chí là luyện chế hồng mông linh bảo. Đúng, hồng mông linh khí kia. Chu Bình lặng lặng lắng nghe, cũng không có ngắt lời Chu Viêm. Chu Viêm dừng lại một chút tiếp tục nói. Sau ta lại bị Lâm Mông giết chết tại cái không gian này, khi đó ta căn bản không tính là thiên tôn. Mặc dù trong cơ thể năng lượng đầy đủ, nhưng ta cái gì cũng không biết. Không biết không gian pháp tắc, không biết thời gian pháp tắc, cũng không biết nguồn gốc của vũ trụ. Nói cách khác, cho dù là một tên thần vương bình thường tại cái không gian này cũng có thể giết chết ta một cách dễ dàng.
đây chính là sức mạnh của pháp tắc. Trải qua thời gian hơn 10 vạn năm, ta cuối cùng hoàn toàn lĩnh ngộ cái loại pháp tắc của cái không gian này, thậm chí là một bộ phận bản nguyên lực lượng. Nhưng chẳng qua chỉ lĩnh ngộ cách sử dụng một phần nhỏ thôi. Lấy thần vương chi hồn luyện chế vũ khí, phối hợp với tài liệu luyện chế tốt hơn một chút, cộng thêm cái bộ phận bản nguyên lực lượng của không gian này, đây đúng là lai lịch của thanh kiếm kia, có thể so với nhất lưu hoàng mông linh bảo, tính ra dường như lợi hại hơn rất nhiều. Thế nhưng Chu Viêm chuyển đề tài câu chuyện, trên nét mặt cũng trở nên nghiêm túc lên. Bình nhi, ta không phải cần cái này. Nếu như ta nguyện ý, trong cái không gian này vĩnh viễn không có người nào là đối thủ của ta cả. Thiên tôn thì cũng giống nhau, dù sao sau khi thiên tôn vẫn rơi dụng là phải cần một khoảng thời gian để lần nữa lĩnh ngộ không gian, thời gian pháp tắc. Gia Gia bây giờ cần chính là đột phá, là luyện chế thiên tôn linh bảo, thậm chí vũ khí so với thiên tôn linh bảo càng cao cấp hơn. Đúng là sự thông hiểu, thậm chí hoàn toàn nắm trong tay cái không gian này, trở thành chủ nhân của không gian này. Chu Viêm hướng về nơi xa xăm nói. Gia Gia đúng là để mắt tới Lưu Quang, cũng hy vọng hắn có thể trở thành thiên tôn, trở thành bằng hữu của ta, ngang tài ngang sức. Thế nhưng Gia Gia đưa cho Lưu Quang thanh kiếm nọ lại không phải vì điều đó. Chu Bình sừng sốt hỏi, Gia Gia, ngài không phải một mực chờ Lưu Quang thành tựu thiên tôn sao? Đúng, ta thật rất mong đợi hắn trở thành thiên tôn. Thế nhưng bây giờ nảy sinh điểm bất ngờ mà thôi. Trước đây rất lâu ta nghĩ tới một người có năng lực, nhưng khả năng đó cơ hồ là không thể nào thực hiện được. Nhưng bây giờ không giống như thế, hai tên tiểu tử Tần gia kia trong tay lại có nhất lưu hồng mông linh bảo, mà xem ra cũng không chỉ một kiện. Đương nhiên dựa theo lời nói của Chu An, nếu thực lực của phụ thân Tần Vũ của bọn chúng đã có thể so với Hồng Mông cùng Lâm Mông, vậy vài món nhất lưu hồng mông linh bảo cũng không coi là cái gì cả. Bất quá cái này đối với ta mà nói cũng là không thể có nhiều được. Chu Viêm vừa cười vừa nói. Chu Bình chau mày. Gia Gia, vậy ngài sao không tự mình ra tay giải quyết, giết chết hai tên tử Tần gia kia? Bình nhi, có đôi khi lý tưởng quan trọng, nhưng tính mệnh càng trọng yếu hơn. Phụ thân Tần Vũ của chúng nếu đã đạt tới cấp độ cùng Hồng Mông và Lâm Mông, vậy nhi tử của bọn họ làm sao có thể chết đây? Cho dù đã chết, lại như thế nào có thể mang theo Hồng Mông linh bảo đến đây? Điều này cũng không nói, vạn nhất Tần Vũ tới không gian này, hoặc là khi có yêu cầu có thể tới không gian này, lại làm thế nào đây? Chu Bình chợt hiểu ra nói. Gia Gia, nguyên lai là muốn mượn tay Lưu Quang để cướp lấy Hồng Mông linh bảo. Nếu như Lưu Quang thành công, vậy thì Gia Gia chỉ cần giết chết hắn là có thể thu được Hồng Mông linh bảo của Tần gia rồi. Còn như hắn thất bại, chứng minh Tần gia thật sự có chỗ dựa vững chắc, hoặc là thực lực thật rất mạnh. Chu gia chúng ta đây cũng không có tham dự, tự nhiên cùng Chu gia ta không có mâu thuẫn. Đây thực sự là một cái biện pháp rất tốt mọi bề. Đúng vậy, bất kể như thế nào, nếu như vào thời khắc mấu chốt cũng không thấy Tần Vũ kia xuất hiện, cho dù Lưu Quang có thất bại, chúng ta cũng có thể tìm đến quấy rối hai tên tiểu tử đó. Đến lúc đó ta tự mình ra tay, còn sợ chế ngự bọn chúng không được sao? Chu Viêm hừ lạnh nói. Gia Gia suy nghĩ rất chu đáo, Bình Nhi ngông cuồng tự suy đoán ý đồ của Gia Gia, mong rằng Gia Gia thứ tội. Chu Bình khom người nói. Chu Viêm trong lòng rất vui vẻ, cao hứng lên tiếng. Bình Nhi, Gia Gia chính là rất thích sự thẳng thắn của ngươi, bằng không cũng sẽ không đem cái thành chủ thiên tôn giao cho ngươi. Trong đám con cháu này, ta thấy vừa mắt nhất chính là ngươi. Đa tạ Gia Gia coi trọng. Chu Bình lần nữa khom người nói. Bất quá, Chu Viêm chuyển hướng câu chuyện. Bình Nhi, ta dự định bắt đầu từ ngày mai tước bỏ vị trí thành chủ của ngươi. Chu Bình nhất thời cả kinh. Gia Gia, tại sao vậy? Chu Viêm cười cười, phất phất tay nói. Đừng khẩn trương, Bình Nhi, trước đây không lâu người cũng lĩnh ngộ được thời gian tính chỉ pháp tắc rồi phải không? Chu Viêm thản nhiên hỏi. Chu Bình gật đầu nói. Đúng vậy, Gia Gia. Chu Viêm vung tay lên, 10 cái cuốn trục kim sắc lập tức bay tới trước mặt Chu Bình. Người cần phải từ ngày mai bắt đầu bế quan, hào hào lĩnh ngộ cho ta. Gia Gia. Chu Bình một hồi buồn bực, tiện tay thần thức chìm vào trong một cuốn trục. Đây là thời gian đào lùi pháp tắc ư? Chu Bình cả kinh nói. Không sai. Chu Viêm vừa cười vừa nói. Bình Nhi, đó là một quyển trục ghi lại thời gian đảo lùi pháp tắc của không gian này, liên quan đến linh cảm của Gia Gia khi lĩnh ngộ. Nếu như nơi này không giống đệ nhất thần giới nhiều quy củ như vậy, Chu gia chúng ta quả thật xuất sinh ra một thiên tôn cũng không có gì là không thể. Chu Bình lập tức quỳ xuống trước Chu Viêm, xúc động nói.
Bình Nhi cảm ơn Gia Gia, cảm ơn Gia Gia đã coi trọng. Chu Bình biết thần vương của Chu Gia lĩnh ngộ được thời gian tính chỉ pháp tắc đâu chỉ có một mình hắn. Trưởng lão đoàn 9 người, không người nào là không lĩnh ngộ được thời gian tính chỉ pháp tắc. Nhưng hôm nay Gia Gia đem cơ hội này cho chính mình, như thế nào có thể không xúc động được đây. Sau một năm, Lưu Quang chậm rãi mở mắt. Vậy mà lại có thể khống chế bộ phận vật chất màu xám, quả nhiên là lợi hại. Hiệu quả đặc thù, chạm phá bất cứ không gian nào, cứ gọi ngươi là chạm không được rồi. Hai tên tiểu tử Tần Gia, xem các ngươi lần này còn có thể đào thoát được không? Lưu Quang hung hăng thầm nói. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, câu chuyện của chúng ta hôm nay tạm thời kết thúc tại đây. Mời quý vị và các bạn hãy dõi theo diễn biến của câu chuyện trong các video sắp tới. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.